hàng về nè các bạn ơi. Hôm nay lô 2 bếp sắp của mình về được 6 cục hàng, kéo vô muốn xì khói luôn đó các bạn, vì nó rất là nặng luôn. Để mình khui ra cho các bạn coi nha. Mẫu này là lồng lâu đài 2 tầng nè các bạn. Tiếp theo là lồng mạo hiểm Mika trong suốt. Còn đây là mẫu lồng sân chơi 3 tầng rất là đẹp và xịn sò luôn nha. Hai thùng còn lại thì đựng những mẫu lồng nhỏ và những phụ kiện đồ chơi cho hamster như nhà ngủ nè, băng chạy, nguyên nhựa, đồ ăn vặt cho hamster, túi sách, các loại nhà tắm, vân vân, rất là nhiều. Các vật dụng và lồng cho hamster đa số là được gấp gọn như này các bạn. Bây giờ shop mình sẽ kiểm tra lắp ráp các mẫu lồng và vật dụng rồi quay lại thành phẩm cho các bạn dễ xem ha. Ten, và đây là thành quả của một ngày làm việc cật lực luôn đó các bạn. Các mẫu lồng đã được lắp ráp bọc lại rất là kỹ lưỡng luôn, nhằm đảm bảo cho các sản phẩm khi đến tay của các bạn được mới nhất và sạch sẽ nhất luôn đó. Ngoài các loại lồng và vật dụng ra thì shop mình cũng cung cấp đầy đủ các loại hamster đang có trên thị trường luôn nha các bạn, từ hamster giá rẻ đến dòng hamster cao cấp hơn. Mình đã có làm một video giới thiệu về các loại hamster ở shop, bạn nào chưa xem thì các bạn tìm xem lại nha. Chi phí để sở hữu hamster chỉ từ 50k một bé, tùy thuộc vào sở thích và khả năng của các bạn mà shop sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn về các loại dòng hamster khi các bạn mua hamster ở shop mình nha.